Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại hành trình khám phá lịch sử Trung Quốc. Quý vị thân mến, vào thời đại Tam Quốc có rất nhiều anh hùng võ tướng oai dũng hùng mạnh làm nên những trận chiến anh hùng. Bên cạnh đó, chúng ta không thể không kể đến vai trò của những vị mưu sĩ đứng đằng sau bày mưu lập kế. Và ngoài những cái tên quen thuộc như là Gia Cát Lượng, Chu Du, Từ Thứ hay là Bàng Thống, thì thời đại đó còn có một vị mưu sĩ tài giỏi sánh ngang với Bàng Thống, được vị quân chủ Lưu Bị cực kỳ ưu ái và ban chức tước, nhưng lại bị thừa tướng Gia Cát Lượng dùng mưu hèn kế bẩn hãm hại dáng làm dân thường. Vậy đó là vị mưu sĩ tài giỏi nhưng lại kém may mắn nào? Với năng lực hơn người và được Lưu Bị ưu ái, hà cớ gì nhân vật này lại bị Gia Cát Lượng dáng làm dân thường như vậy? Tất cả sẽ được giải đáp trong video ngày hôm nay. Các sử gia từng nói rằng nho sinh tục sĩ há có thể thức thời. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Thế gian này có Ngoạn Long, Phượng Sồ. Bị hỏi là ai, Đức Tháo trả lời đó là Gia Cát Khổng Minh, Bàng Sĩ Nguyên. Khi Lưu Bị xin Tư Mã Huy tiến cử nhân tài, Tư Mã Huy cũng tức là Thủy Kính Tiên Sinh đã tiến cử hai nhân tài cho Lưu Bị, lần lượt là Gia Cát Lượng và Bàng Thống. Từ cơ sở đó, trong những tác phẩm văn học như Tam Quốc Diễn Nghĩa, có một dạo đã hình thành nên cách nói Ngoạn Long, Phượng Sồ được một trong hai có thể an thiên hạ. Nhưng dù có ra sao, điều này cũng chứng minh rằng Bàng Thống là mưu sĩ sánh ngang với Gia Cát Lượng. Điều đáng chú ý là trong số các mưu sĩ của Thục Hán vẫn còn một kỳ tài sánh ngang được với Bàng Thống, người này chính là Liêu Lập. Thế nhưng cuối cùng Liêu Lập đã bị Gia Cát Lượng giáng làm dân thường. Hơn nữa, sau khi Gia Cát Lượng chết, ông còn gào khóc tại sao lại như vậy. Tài năng của Liêu Lập, trước tiên căn cứ theo ghi chép trong Tam Quốc Chí, Gia Cát Lượng từng nói rằng Bàng Thống và Liêu Lập là lương tài đất sở, làm người giúp chúa hưng nghiệp. Cũng tức là trong cảm nhận của Gia Cát Lượng, Liêu Lập là kỳ tài được xếp ngang hàng với Bàng Thống. Liêu Lập là người huyện Lâm Nguyên, quận Vũ Lăng. Sau trận Xích Bích, Lưu Bị giành được phần lớn đất đai vùng Kinh Châu. Nghe nói Liêu Lập là kỳ tài vùng này, bèn bổ nhiệm Liêu Lập về làm quan tùng sự của Châu. Chẳng bao lâu sau, Liêu Lập chưa tới 30 tuổi đã được Lưu Bị đề bạt làm thái thú quận Trường Sa. Vào thời điểm đó, Lưu Bị chỉ nắm được trong tay một số quận của Kinh Châu, mà Liêu Lập có thể trở thành thái thú của một quận lớn trong số đó, đủ để nói lên địa vị của Liêu Lập trong thế lực của Lưu Bị. Trái ngược với ông, Triệu Vân đi theo Lưu Bị vào sinh ra tử nhiều năm cũng chỉ là thái thú quận Quế Dương. Do đó, điều ấy cũng trực tiếp nói lên rằng tài năng của Liêu Lập đã có được sự công nhận từ Lưu Bị. Sau khi Lưu Bị đem quân tiến vào Ích Châu, Tôn Quyền phái sứ giả tới Kinh Châu, nhân tiện hỏi tới tình hình nhân tài ở Kinh Châu. Trước vấn đề này, Gia Cát Lượng cho rằng Liêu Lập và Bàng Thống đều là nhân tài xuất sắc của đất sở. Do đó, có một điều hết sức rõ ràng là, trong cảm nhận của Gia Cát Lượng, Liêu Lập là nhân tài sánh ngang với Bàng Thống. Thế nhưng, cũng chính Gia Cát Lượng đã tự tay chấm dứt hoạn lộ của Liêu Lập, có thể nói thành cũng bởi Gia Cát Lượng, bại cũng bởi Gia Cát Lượng. Tại sao Lưu Bị lại phế Liêu Lập? Năm Kiến An thứ 20, năm 215, sau khi chia ranh giới mới tại sông Tương Thủy, quận Trường Sa do Liêu Lập cai quản bị Đông Ngô chiếm cứ, Liêu Lập về tới Ích Châu, Lưu Bị cho ông đảm nhiệm chức thái thú ba quận. Năm Kiến An thứ 24, năm 219, Lưu Bị xưng Hán Trung Vương, bổ nhiệm Liêu Lập làm thị trung. Trong lịch sử nhà Hán, một khi bá quan văn võ được ban chức thị trung, có nghĩa là người này có thể vào cung tham dự chính sự. Nói theo cách khác, Liêu Lập nhận được chức thị trung có nghĩa là ông đã nhận được sự tín nhiệm của Lưu Bị thêm một bước nữa. Năm Trường Vũ thứ 3, năm 223, Lưu Bị qua đời, Lưu Thiện nối ngôi hoàng đế, Liêu Lập được điều làm hiệu úy Trường Thủy. Điều đáng chú ý ở đây là, với hậu chủ Lưu Thiện, chỉ cho Liêu Lập làm chức hiệu úy Trường Thủy không mấy quan trọng. Điều này khiến chức quan của Liêu Lập kém xa Gia Cát Lượng, Lý Nghiêm. Vậy là Liêu Lập không những bực bội trong lòng, kêu ca oán thán, thậm chí còn chỉ trích thẳng những người như Lưu Bị, Quan Vũ. Ví dụ, Liêu Lập cho rằng Lưu Bị không nên phát động trận Hán Trung mà nên giành giật Kinh Châu với Đồng Hồ. Thêm nữa, Liêu Lập còn bình luận Quan Vũ hữu dũng vô mưu. Liêu Lập thậm chí còn cho rằng quan viên thuộc Hán bổ nhiệm đều là hạng người tầm thường, cũng tức bởi là ám chỉ một người có tài đức như mình bị vùi sập. Những lời lẽ này của Liêu Lập có thể nói đã đắc tội toàn thể thuộc Hán. Ví dụ như việc chỉ trích Lưu Bị và Quan Vũ, điều này khiến hậu chủ Lưu Thiện cùng với con cháu và thuộc hạ của những người như Quan Vũ, Trường Phi hết sức phẫn nộ. Còn việc Lưu Lập cho rằng những người được thuộc Hán bổ nhiệm đều là kẻ tài hèn sức mọn,
Vậy thì văn thần, văn võ tướng trong triều đình hiển nhiên đều bị Liêu Lập làm cho nhục nhã. Dưới tình cảnh ấy, Giả Cát Lượng đã viết một bản tấu chương vạch tội Liêu Lập rồi dâng lên hậu chủ Lưu Thiện. Được sự đồng ý của hậu chủ Lưu Thiện, ban chiếu giáng Liêu Lập làm dân thường, đẩy tới quận Vấn Sơn. Điều này cũng có nghĩa là Liêu Lập không chỉ bị giáng làm dân thường, còn bị lưu đẩy tới vùng Ích Châu xa xôi. Điều này có nghĩa là hoạn lộ của kỳ tài Lưu Lập tại Thục Hán về cơ bản đã bị chặt đứt. Cuối cùng, sau khi chiếu chỉ được ban xuống, Lưu Lập chỉ có thể dẫn theo người nhà tới quận Vấn Sơn, sống tự cung tự cấp tại đó. Tuy rằng không phải lo nghĩ về tính mạng, nhưng ông cũng đã mất đi vũ đài để thể hiện tài năng của bản thân. Khóc Gia Cát Lượng. Năm Kiến Hưng thứ 20, năm 234, Lưu Lập nghe nói Gia Cát Lượng qua đời đã gào khóc rất lâu. Nguyên nhân suy cho cùng là bởi Lưu Lập cho rằng sau khi Gia Cát Lượng qua đời, Thục Hán sẽ chẳng còn ai có thể dùng mình lại lần nữa. Hay nói cách khác, nếu Gia Cát Lượng chưa chết, Lưu Lập còn có hy vọng được khôi phục chức quan. Thế nhưng, sau khi Gia Cát Lượng qua đời vì đau ốm, có thể nói rằng Lưu Lập đã nản lòng thoái chí. Về sau, đại tướng Khương Duy của Thục Hán từng dẫn quân ngang qua quận Vấn Sơn có ghé thăm Lưu Lập. Thế nhưng ở Thục Hán, Khương Duy lại chẳng có được địa vị cao như Gia Cát Lượng, hiển nhiên không dám đề bạt chủ trương dùng lại Lưu Lập. Vậy là cuối cùng Lưu Lập phải chết già tại quận Vấn Sơn, vùng đất ông bị lưu đày. Sau khi qua đời, vợ và con cái của ông được quay về kinh đô thành đô của Thục Hán. Thế nhưng đây không phải là cái cớ để Lưu Lập có thể cậy tài khinh người, thậm chí nói không suy nghĩ. Đối lập với những người ngang hàng mình là Bàng Thống, Lưu Lập vốn có thể trở nên nổi bật giữa các mưu sĩ của Thục Hán, nhưng lại bởi bị giáng làm dân thường giữa chừng, bởi thế mới dần giống một kẻ tầm thường. Quý vị thân mến, Lưu Lập quả thật là một nhân tài hiếm có, không những có được sự khen ngợi từ Gia Cát Lượng, càng có được sự trọng dụng của Lưu Bị. Nhưng vì cậy tài khinh người nên vị mưu sĩ này đã bị quân sư Khổng Minh giáng làm một kẻ tầm thường. Vậy ngoài Lưu Lập thì còn nhân vật nào khiến Gia Cát Lượng phải xuống tay như vậy hay không? Và ai là người khiến thừa tướng đại tài của Thục Hán căm hận nhất? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi. Hẳn chúng ta đã đều quá quen với câu nói, ngoạn long phượng sồ. Có được một trong hai người này là có thể nắm thiên hạ. Câu nói đánh giá cao tài năng xuất chúng của Ngoạ Long và Phượng Sồ. Ngoạ Long chính là Gia Cát Lượng. Nhưng niềm tiếc nuối lớn nhất cuộc đời Gia Cát Lượng chính là dưới sự phò tá của ông, sau cùng Thục Hán vẫn không thể thống nhất thiên hạ. Dòng chảy lịch sử chuyển động theo cách nằm ngoài dự đoán của con người. Hai nhà Tào Ngụy và Đông Ngô về sau cũng không có được thiên hạ, mà tất cả mọi thành quả lại rơi vào tay gia tộc Tư Mã hưởng lợi. Có một câu hỏi đặt ra là, trong suốt cuộc đời làm mưu sĩ của Gia Cát Lượng, ai mới là người ông căm hận nhất? Có ý kiến cho rằng Gia Cát Lượng hận Tào Tháo và Chu Du. Tuy nhiên, theo phân tích từ các thông tin lịch sử, thì Khổng Minh hận nhất không phải Tào Tháo, cũng không phải là Chu Du. Thay vào đó là một nhân vật rất nhiều người không nghĩ tới. Trước hết, Tào Tháo, Chu Du và Gia Cát Lượng, quan hệ giữa ba người họ có thể nói là người tài quý mến người tài. Chu Du, Tào Tháo và Gia Cát Lượng đều là nhân sĩ có tài năng tại Tam Quốc. Ba người họ không hề căm hận lẫn nhau, chẳng qua là phò chủ nào thì theo chủ nấy, nên có sự xung đột về phe phái mà thôi. Trên thực tế, giữa họ có tồn tại tình cảm quý mến và nể trọng giữa các anh hùng với nhau. Bởi vậy mới nói, người Gia Cát Lượng căm hận hoàn toàn không phải là Tào Tháo hay Chu Du. Với họ, Khổng Minh tiên sinh mang lòng kính nể nhiều hơn. Vậy người Gia Cát Lượng căm hận nhất là ai? Theo quan điểm của các sử gia Trung Quốc, người này chắc hẳn là Mạnh Đạt. Mạnh Đạt chỉ là một tướng quân hết sức bình thường của Thục Hán. Tại sao nói Gia Cát Lượng căm hận nhất cuộc đời lại là Mạnh Đạt? Thật ra, giữa Gia Cát Lượng và Mạnh Đạt không chỉ có thù chung mà còn có cả thù riêng. Thù chung đó là Quan Vũ đánh mất Kinh Châu, Mạnh Đạt không ra tay giúp đỡ để rồi cuối cùng Quan Vũ không thể giữ được Kinh Châu, bản thân còn bỏ mạng. Với Gia Cát Lượng hoặc với Thục Hán mà nói, Kinh Châu là một vùng đất hết sức quan trọng. Khi đưa ra Long Chúng đối sách, Gia Cát Lượng đã nhắc tới Kinh Châu mới là nhân tố quyết định của Thục Hán. Nếu như Kinh Châu thất thủ, vậy thì Thục Hán sẽ rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Vậy mà trong trận Tương Dương, Phản Thành, 4 quận Kinh Châu bị Đông Ngô cướp mất, 3 quận Thượng Dung, Tây Thành, Phòng Lăng lại bị Tào Ngụy chiếm được. Có thể nói, tuyến đường đánh lên phía Bắc của Thục Hán đã hoàn toàn bị chặt đứt. Thục Hán hoàn toàn không còn ở tình thế tốt. Mạnh Đạt không ra tay trợ giúp Quan Vũ, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Hiển nhiên Gia Cát Lượng vô cùng căm hận ông. Thù riêng đó là rất có thể chị gái của Gia Cát Lượng chết trong trận chiến công thành của Mạnh Đạt. Khi ấy ở Kinh Châu, giữa các dòng họ lớn thích kết thùng gia, thật ra kết thùng gia là để củng cố địa vị của gia tộc.
Các gia tộc lớn đều kết thông gia với nhau, gia tộc của Gia Cát Lượng cũng không nằm ngoài số đó. Khi ấy, chị cả của Gia Cát Lượng được gả cho thái thú Phòng Lăng. Nhưng khi Mạnh Đạt tấn công Phòng Lăng, anh rể của Gia Cát Lượng, cũng tức là thái thú Phòng Lăng đã chết dưới tay đám loạn quân, chị cả của Gia Cát Lượng cũng không có tin tức. Trong tài liệu lịch sử về sau, hoàn toàn không có chút thông tin gì về chị cả của Gia Cát Lượng. Điều này cũng có nghĩa là khi Mạnh Đạt tấn công vào Phòng Lăng, rất có khả năng chị cả của ông cũng bị đám loạn quân giết chết. Cũng tức là, xét từ điểm này, giữa Gia Cát Lượng và Mạnh Đạt có mối thù riêng. Quý vị thân mến, từ những dẫn chứng trên cho thấy, có thể nhận thấy rằng người Gia Cát Lượng căm hận nhất chính là Tư Mã Trọng Đạt. Nhưng cuối cùng, vì kế hoạch lâu dài của Thục Hán, Gia Cát Lượng dẫn dụ hàng nhân vật này, không thể không nói tấm lòng của Thừa tướng Gia Cát quả thật là rộng lớn. Quý vị nghĩ sao về nhân vật này? Hãy để lại bình luận cho chúng tôi cùng biết nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!